Hi, xin chào mọi người. Thì trong suốt thời gian rồi mình nói rất nhiều đến cái việc là buy the dip, mua vào tất cả những cái stock mà cái market nó bị sell off trong vòng 2-3 tháng vừa rồi. Mua vào rất là mạnh. Và đến 2 tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là cái market recover rất là nhanh. Cái portfolio của mình ở trên Robinhood lên được khoảng 7% trong vòng 2 tuần vừa rồi. Thì đây là những cái stock rất là an toàn và cái biên độ dao động của nó đi xuống rất là thấp. Nhưng mà trong vòng 2 tuần nó lên 7%. Đây là một mức tăng rất là lớn. Cộng thêm là cái portfolio của mình ở trên Webull. Thì với cái portfolio này thì gồm những cái growth stock, cho nên là khi nó xuống rất là mạnh. Trong vòng 3 tháng mình mất khoảng 30%+ trong cái portfolio này. Cho nên mình cũng không có dám nhìn vào nhiều luôn. Nhìn vào cứ thấy mỗi ngày là xuống khoảng 2%, 3%, 2%, 3% liên tục như vậy. Nhưng mà trong 2 tuần vừa rồi nó lên khoảng 20%. Một cái mức tăng có thể nói rất là kinh khủng. Và mình đang có một cái ý định là có thể là mình sẽ trim bớt một vài cái stock mà mình đã có rất nhiều share ở trong cái portfolio Webull này. Tại vì đa số đây là những cái stock đầu cơ. Và các bạn biết là 2 tuần vừa rồi cái portfolio lên 20%. Nhưng mà có một vài cái stock nó lên đến 30-40% trong vòng 2 tuần vừa rồi. Và 2 tuần là một cái thời gian rất là ngắn. Cho nên cái việc là trim bớt những cái stock này khi mà nó lên nhanh như vậy là một điều mình nghĩ là tốt để mà làm healthy cho cái portfolio của mình, để mà tăng cái số tiền cash mình lên một chút xíu. Tại vì chúng ta vẫn phải đối diện một cái tình trạng rất là bất ổn vào lúc này. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra. Rồi interest rate từ phía Federal Reserve có thể là sẽ tiếp tục tăng, và tình hình sẽ căng thẳng nếu mà cái inflation vào tháng 3, tháng 4 tới đây cao hơn so với là tháng 2. Và khả năng cao hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là tại vì cái giá xăng nó tăng lên rất là nhiều và nó đẩy tất cả những cái thứ hàng hóa sản phẩm khác tăng lên thêm. Cho nên là mình nghĩ chúng ta nên nghĩ đến cái chuyện đó là trim bớt một vài share của những cái stock mà mình có quá nhiều ở trong những cái portfolio của chúng ta. Đặc biệt là những bạn trong suốt thời gian vừa rồi đã buy the dip mạnh tay. Và mình nghĩ là với cái portfolio của mình ở trên Robinhood thì đây là những cái stock an toàn và đa số là nó trả tiền dividend. Và thực sự là trong suốt thời gian vừa rồi, 2 tuần qua nó lên 7% nhưng mà cũng không có lên bao nhiêu. Đa số 7% này là từ những cái technology stock kéo cái portfolio này lên. Còn những cái value stock nó vẫn còn ở mức rất là thấp. Ví dụ như Home Depot, Starbucks và một vài cái stock khác cũng không có lên bao nhiêu. Những cái stock về technology ví dụ như là Apple, Microsoft, Broadcom cũng như là Intel cũng lên rất nhiều trong những tuần vừa rồi, 2 tuần vừa rồi. Và với những cái dividend stock của mình ở trên Robinhood, đây là một trong những tháng mà mình nhận được nhiều tiền nhất, nhiều income nhất từ việc giữ những cái stock này. Tháng này mình nhận được khoảng 260 đồng từ việc giữ những cái stock này. Tiền dividend nó trả ra rất là nhiều, đặc biệt là hai cái stock, hai cái ETF QYLD và RYLD. Trong tháng này mình nhận được khoảng 40 gần 50 đồng. Tại vì các bạn biết là trong suốt thời gian rồi, khi mà cái market sell off, đầu tiên thì mình bán bớt JP và mình đẩy qua hai cái ETF này QYLD và RYLD, tăng cái số lượng share của hai cái ETF này lên, mỗi cái tăng lên khoảng 100 share. Trước kia thì mình có khoảng 100, bây giờ mình có khoảng 200, cái kia thì cũng gần 200. Đó là lý do tại sao mình nhận được rất nhiều tiền từ hai cái ETF này. Nhưng trong video này chúng ta sẽ không nói đến hai cái ETF này mà mình sẽ nói đến ba cái stock. Tuy là cái market đã recover trong 2 tuần vừa rồi nhưng mà giá trị của nó mình nghĩ vẫn còn rất thấp so với là giá trị thực của những công ty này. Đúng là vào lúc này những công ty này gặp rất nhiều khó khăn. Đó là lý do tại sao trong thời điểm này giá của nó nằm ở cái mức giá này. Còn nếu không thì nó đã lên rất là nhiều rồi. Thì đó đúng là một cái thời điểm tốt để chúng ta mua vào những cái stock. Thời điểm khó khăn người ta sợ người ta bán stock đó ra. Đó là lý do tại sao nó đi xuống. Và đó là lúc để mà mình take cái cơ hội của mình để mình mua những cái stock này với giá tốt hơn. Khi chúng ta đầu tư long term thì sau này khi mà những cái tin tức này qua đi, fundamental của những công ty này tốt thì nó sẽ lên lại và chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền từ cái việc đầu tư vào trong những cái stock này. Nhưng mà trong video này có 3 cái stock mà mình nghĩ là trong thời gian vừa rồi, 2 tuần rồi, tuy là nó lên recover lại một chút xíu nhưng mà vẫn ở mức giá rất là thấp, và mình đang có ý định là mua những cái stock này vào. Và cái stock đầu tiên mình muốn nói đến thì chắc mọi người cũng đoán được phần nào về cái stock này rồi, đó là Starbucks. Thì trong suốt thời gian vừa rồi mình đã bỏ vào tiền rất là nhiều để mà mua cái stock này, đẩy nó trở thành một trong những cái vị trí rất là quan trọng ở trong portfolio Robinhood. Và hiện tại bây giờ mình đang giữ khoảng 32 share của Starbucks.
trong suốt thời gian vừa rồi 2 tuần qua thì rất nhiều stock recover, nhưng mà một tuần vừa rồi thì Starbucks vẫn xuống khoảng 2%, một tháng vừa rồi xuống khoảng gần 7% và 3 tháng vừa rồi thì xuống khoảng hơn 22%, một năm vừa rồi cũng xuống khoảng gần 20%. Và tuy là cái công ty này trong nhiều năm vừa rồi nó làm ăn rất là tốt, trừ cái đợt Covid này ra, nó phải đóng cửa rất là nhiều cửa hàng. Permanently có nghĩa là đóng cửa vĩnh viễn luôn, không có mở lại luôn. Đặc biệt là những cái cửa hàng ở bên Canada năm ngoái đóng rất là nhiều. Và thời gian này là bị cái chiến tranh ở bên Nga và Ukraine. Starbucks có rất nhiều cửa hàng ở bên Nga và Ukraine và nó bắt buộc phải đóng những cái location của nó ở bên hai nước này. Cộng thêm là những cái rắc rối nội bộ của nó nữa làm cho cái stock này bị sell off rất mạnh. Và các bạn cũng biết đây là một trong những công ty rất là tốt, có mức phát triển nhanh hàng năm khoảng 10%. Dividend vào lúc này sau khi nó sell off cũng đã rất là cao rồi, khoảng hơn 2% rồi. Và như mình đã nói là trong 2-3 tháng vừa rồi, nó đã xuống khoảng hơn 20%. Cho nên mình nghĩ đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt nếu ai thực sự yêu thích cái công ty Starbucks và muốn giữ nó cho long term khoảng từ 5 đến 7 năm sau. Mình nghĩ với Starbucks thì nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển rất nhanh trong thời gian tới đây. Đặc biệt sau khi thay cái ông CEO mới này, mình thực sự rất tin tưởng vào ông này. Đây là một trong những người đưa công ty Starbucks ra mắt với toàn thế giới. Và hy vọng là sau khi ông lên nắm chức trở lại thì ông sẽ làm công ty này phát triển nhanh hơn rất là nhiều. Và công ty thứ hai mình muốn nói đến đây đó là T. Rowe. Thì đây là một trong những công ty về banking investment. Trong suốt thời gian vừa rồi nó cũng bị sell off rất là mạnh. Một trong những cái lý do đó là giá dầu tăng cao và làm cho nhiều người người ta lo sợ về cái việc là kinh tế phát triển chậm lại vì giá dầu quá cao. Những cái stock về banking bị sell off rất là mạnh, đặc biệt là cái T. Rowe này. Nó rớt khoảng 40% từ cái điểm cao nhất của nó, giá 220 mấy, 230 đồng. Bây giờ chỉ còn khoảng dưới 150 đồng. Trong vòng 3 tháng rồi nó đã xuống khoảng 20 mấy%. Nhưng mà kể từ điểm cao nhất của nó xuống khoảng gần 50%. Và hiện tại vào lúc này, đây là một cái position mới mà mình vừa mới mua thôi. Có khoảng 10 share với cái stock này. Và bây giờ sau khi cái stock này rớt trong suốt thời gian rồi, dividend yield của nó đã tăng lên đến gần 3% một năm. Và với cái mức giá discount khoảng gần 50% từ cái điểm cao nhất của nó, mình nghĩ là mình sẽ không sai nếu mà mua cái stock này vào. Với cái mức dividend yield là khoảng gần 3% một năm vào lúc này. Và cái stock cuối cùng mình muốn nói đến, đây là một cái investment mà có thể nói là nó risky hơn, rủi ro hơn một chút xíu so với Starbucks hoặc là T. Rowe. Thì trong suốt thời gian rồi nó cũng rớt rất là nhiều. Đó là D.R. Horton. Sau khi những tin tức về interest rate tăng lên thì cái nhu cầu về mua nhà ở của người dân đã giảm xuống một chút xíu. Trong vòng 4 tháng vừa rồi thì nó giảm liên tục. Và D.R. Horton là một công ty về xây dựng nhà cửa. Khi mà nhu cầu về mua nhà giảm đi thì chắc chắn là công ty này, doanh thu của nó, lợi nhuận của nó sẽ giảm đi một chút xíu. Trong suốt nhiều năm qua thì D.R. Horton đã tăng cái doanh thu của nó lên rất là nhiều, khoảng 10 mấy% một năm trong suốt khoảng 10 năm vừa rồi. Và mình dự đoán là trong thời gian tới đây, tuy là cái interest rate tăng lên làm cho cái nhu cầu mua nhà giảm đi, nhưng mà D.R. Horton sẽ vẫn tiếp tục tăng cái doanh thu của nó. Và đặc biệt là D.R. Horton vào lúc này, cái P/E ratio của nó rất là thấp, giá trị của nó đã rất là thấp rồi. Nó cũng trả ra một ít dividend khoảng hơn 1%, nhưng điều quan trọng hơn là nó đã xuống khoảng 20 mấy gần 30% trong suốt 2-3 tháng vừa rồi. Từ cái giá cao nhất là khoảng 110 đồng, bây giờ chỉ còn 70 mấy đồng thôi. Và cái housing market, cái thị trường về địa ốc này, nó cũng lên xuống như stock vậy. Khi nó lên cao, khi nó xuống thấp. Nhưng mà về lâu về dài, thì giá nhà sẽ vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên là công ty này sẽ vẫn tiếp tục kiếm ra tiền. Cho nên là trong 3 cái stock mình vừa mới giới thiệu với mọi người, Starbucks, T. Rowe và D.R. Horton, thì D.R. Horton là number one mà mình sẽ quan tâm và có thể là mình sẽ mua vào trong thời gian tới đây, tùy theo cái market nó lên xuống như thế nào. Các bạn nghĩ sao về 3 cái stock này? Các bạn nghĩ là stock nào là một trong những cái lựa chọn tốt nhất để mà mua vào trong thời điểm này với cái mức giá vào lúc này? Comment dưới video giúp mình nha. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.